Chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Nay mình quay cái cây mà thằng em nó đào cái cây mai dáng bay này. Đấy. Thì tất cả là nó có 6 cây. Đấy. Nó đào về thì bây giờ trước mắt là kêu thằng em nó đào để nó mang về. Bây là chỉnh sửa lại, tí nữa mình xả hết tàn lại, cắt lại gọn gàng, bây giờ mình đánh. Rồi sang cây thứ hai. Cây này cũng như đào đấy. Mấy này cả như nghĩ tay tán thì cũng dưới tinh dưới mù. Nhưng mà tí mình xả hết lại làm bonsai. Chứ cái cây này để nó lêu mêu lòng mà nó này cũng không được hợp lý lắm. Bây giờ anh em đào hết đi xong rồi. Đấy, là như lính Mỹ. Đấy, cái này tí nữa là mình xả hết tàn rồi. Chứ không phải như này. Cây mà nó mọc luôn luôn như này được này, hàng đấy rất là khỏe. Đó, theo các bạn ấy trở về đấy, trở về này là nhưng mà tay tán thì cũng rất to khỏe. Tí thằng em nó bảo là cắt bonsai cho tương lai thì buộc là mình phải cắt, để như này nó mất sức là một. Cái thứ hai nữa là cây này nó nó mình sẽ mình moi lại tất cả cái đấy là nhìn nó có duyên này. Hạ xuống để anh em ấy đấy, bây giờ mình xả lại tàn này cho nó khỏe cây. Cây rất là khỏe mạnh nhé. Đấy, cứ để đây trong tí nữa là mình xèo đây. Gốc này là hoành 53 nhé. Còn ở dưới là 6 mấy. Bấm này thì tí nữa là chắc anh em mình để anh nghiên cứu lại đi. Bấm thì tí nữa có thể xả tàn làm lại em. Cái cây này nó mình muốn cho tương lai thì hôm nay và ngày sau và mãi mãi cắt đi chứ còn tàn nó cũng lôm côm. Đây sang cái cây này xù bạn thấy không? Nhìn cũng được đấy, ngoảnh 45. Nhưng mà tí nữa mình cắt thì mình sửa lại thôi đấy. Cắt hết mình sẽ sạch sẽ đi, mình sửa lại cái bộ đấy. Này tán thì rất là rộng, anh em mày nói tàn tàn, nhưng mà tôi tham gia này có thể cắt cây thì phải cắt nó mới có giá trị. Đây cái cây này mình cứu tí cho mình có gì là xả đi. Cây này nó hiện tượng nó đang tạo xù đấy, nhưng mà cái này phải lục lọc lại cái bộ đế nó đẹp lên, chứ còn như này thì nó cũng không được đẹp lắm. Đó. Này đánh sơ về này thì cậy ra đây đều sơ. Cái cây này này mới đều sơ các bạn thấy không, nhìn cũng được rồi đấy, cũng ổn đấy, không xấu lắm được. Cây nó phải có cái rễ của nó nhìn nó lộ lên nó mới đẹp. Cái cây thứ hai thì cái này cũng được, cái này có duyên đấy. Gặp sơ lên nhưng mà nhìn cây nó cũng gặp này, nhưng mà xả lại phải xả lại tan thì nó mới gặp được. Đấy, cây dáng bay này bây giờ xả xong cây dáng bay rồi, nó cắt sơ như vậy này, tí nữa là cây trồng. Còn mấy cây kia thì nó xả hết cho nó cũng có sức được, thì sau này nó cũng có giá trị được. Cái đế này cũng không xấu lắm, nhưng mà cây bay này sơ sơ lại như này đã, rồi trồng và tiến xong thì nó lấy máy xịt xịt cái nấm ở trên này. Đấy thì sạch đây, đấy tôi xả luôn hết tàn là tung té luôn, chỉ lấy một cái phôi này. Đó, bây giờ này em thèo ra để tí nữa này cho sơ dừa với cho chấu vào để cho nó sung cây. Nếu mà cây trồng là mình phá hết cồn này như này, cậy hết ra cho nó lộ cái đầu rễ ra, lúc để mình trồng là nó mới hấp thụ được cái phân. Cây này cũng tèo sơ rồi đấy, các bạn thấy không? Cây mình lại xù lúc đầu tiên đấy, mình quay nó nhìn nó cũng đâu có đẹp lắm, mà tèo ra nhìn cắt đi cái này nhìn trông cây nó lực lạ. Đó tôi xả cây cành này, đi
rễ nào nó nhỏ lên trên mình bỏ đi cho nó lực cái cây ạ. À, tí nữa là lấy máy rửa xe xịt sạch sẽ đi rồi bắt đầu đi trồng đấy, tán cắt hẳn luôn thì cái cây đấy nó mới sạch sẽ đấy. Sơ sơ này đã sạch sẽ rồi đấy, lúc trồng xong rồi mình tưới nước là mình xịt sạch lại một lần nữa cho nó sáng lại cái cây mà trồng. Trồng cây một cái lớp đế là nó giúp suốt đời nó cũng là giá trị được. Mình phải theo ra đây tôi sang cây này đấy. Đấy, cắt hết như vậy đó, cắt hết như vậy theo ra đấy. Cây nó được sau này nó mọc tay tán nó tính toán mình làm lại lần nữa theo ra vậy bổ sung. Đừng cứ tiếc, đừng cứ sợ cây cối này nó bắn mình phải chọc hết cái đất cũ ra khỏe được, còn không là nó khỏe được đâu. Đấy, đẹp đấy. Đấy. Đấy, cậy sơ hết rồi như vậy rồi. Đấy, tí nữa là bấm hết cái đầu dễ dập. Cái nào dễ dập đấy là mình cắt hết. Đây mình xả hết đàn nó cậy hết ra như này cậy xong cắt hết cái đầu rễ nào mà nó dập đấy mình đánh. Rồi bây giờ mình sang cái chương trình trộn phân. Đây là hai cái máy trộn này nổi tiếng ở huyện này, thuê cái hai máy trộn chuyên trộn này. Máy này là máy trộn, hai cái máy này là một anh chân dài mà anh nói chung hai anh chân này đều dài hết. Đấy. Máy trộn này ấy được khỏe, trộn liên tục, trộn tiếp khỏe mạnh. Làm thì nữa có dưới này anh thấy có chấu đấy, rượu bia thì uống được mà làm gì đó rồi thôi đâu. Ờ cho đây trộn nó càng đều hơn, còn có chỉ chấu với lại sơ dừa thôi, trộn càng đều càng tốt thì cái cây nó mới phát được, nó phát nước được chịu khóa đảo thật đều, đảo càng đều càng tốt. Đảo thật kỹ nhá, đảo càng kỹ càng tốt. Rồi bây giờ bắt đầu đến cái mục ung để trồng. Thanh xong rồi trồng, giữ cho nó ngon lành cành đào đây. Vào, đó. Cậy hết như vậy cái cây mà đánh về mà mình cứ để nguyên cái bồn này là xong không phát đâu. Phát đâu ạ? Tấp vậy. Tấp xong rồi tí nữa là mình đi lấy cái ngói mình vây nó lại. Cho nó giữ cái bồn lại. Đổ hết cây này đi. Xong rồi nó vào, tí nó vào thành ba cái kia này. Rồi cứ dựng lại đã, định hình cho nó. Thằng nào dám tròn tán lại. Lấy cây của nhà mình tròn tán lại xong rồi là mình cười phát đi. Để cho con mày nó quay. Đẹp trai, tương lai linh đồn. Mày biết mày máu gái lắm, tưởng tính cao. Đắp lại rồi mấy xe nữa xong là mới lấy ngói vây lại. Rồi xong rồi nha các bạn nhé, đấy cái ngói này là vây lại như này này đó, thì mình tưới thật đẫm. Cái lần đầu tiên này là mình cố gắng mình tưới sao nó càng đẫm càng tốt, nó chảy hết cái chất chát ấy ra đó, để nó ngấm càng tốt, càng tưới kỹ cho nó xối sao cho nó ngập hết cái bồn, cho nó hấp thụ vào cái bộ rễ của nó, nên là càng tưới kỹ càng tốt. Tưới một lần này là thật cho đẫm, xong bắt đầu nó khô tiếp, bắt đầu cũng 3 ngày là bắt đầu mình hòa thuốc kích rễ nhé các bạn nhé. Đấy, thuốc Atonic hoặc là rốt 2 là mình tưới cho nó. Thì mỗi một cây là một xô nước kích rễ mình tưới cho nó. Bây giờ tưới này đẫm này xong để 2-3 ngày cho nó ráo hết nước này đi, xong bắt đầu mình hòa thuốc mình tưới. Đó, mình dựng lại cái cây dáng bay này. Cây này nó rất là đẹp, nó có cái kho nó nhìn xuống đó. Cái này nó ra tay tán rồi mình uốn lại. Rồi video đây là kết thúc nhá. Và lần sau mình lại tay tán đâu đó rồi mình cắt, mình chỉnh sửa lại là mình lại đăng lên cho các bạn xem. Đó, những cái cây này là cái cây tí nữa mình lại cắt lại. Đó, cây này nó lực nó hành 80 đấy. Tí nữa mình chỉnh sửa lại là nó sẽ ok bung bung. Rồi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới nhất.